Đây, xong một tô bún lẩu tôm càng. Lẩu tôm càng bà Loan. Chào tất cả quý vị. Xin bực thêm đó. Bây giờ con đại là mình đứng ngay đó. Mình đứng ngay đó chụp hình. Xin tái ngộ với cô. Dạ hôm nay xin chào cô ạ. À. Dọn về chỗ mới rồi. À, dọn về chỗ mới rồi hả? Ừ. Chỗ mới đâu vậy chú? Kế bên chỗ cũ. Chào nữa hả? Trời, chết rồi. Nó ăn xong mặt nó bóng quá à. Hả? Thì cái đó vậy cho nó nhìn nó tự nhiên. Nếu không dây tránh giỏi không? Nó giỡn chứ Hồng Lan biết nấu có vài món thôi. Chứ không có giỏi gì hết, nhưng mà biết cái gì thì mình chia sẻ với quý vị cái đó ha. Hồng Loan không phải là professional đầu bếp, cho nên nếu mà cái gì không đúng thì quý vị góp ý cho Hồng Loan biết. À, ngày mai á Hiếu, Loan sẽ dụ Hiếu á, làm một cái món này á, gửi đến quý vị á, ngon, bổ, rẻ luôn. Một cái con gà đó, con gà mà mình mua ở chợ Mỹ á, có 5 đồng thôi. 5 đồng con bự vậy nè. Một con gà quay bự vậy nè, đem về Hiếu xào. Ăn với lại bánh mì nè, ăn với xôi nè, ăn cái gì cũng ngon hết trơn á. Nó ăn giống như bánh mì gà vậy đó quý vị. Bánh mì gà Việt Nam hoặc là xôi gà Việt Nam. Nhưng mà cái kiểu... Ngoan ngoan. Mình nói món này cái người ta không có chú ý tới cái món lẩu tôm càng của em. Hôm nay thưởng thức nha quý vị. Thôi, không có nói tới nữa nha. Mình phải cắt bớt nói chút xíu rồi. Bật mí chút xíu rồi nha. Chứ không thôi quý vị cứ lo để ý quý vị quên món lẩu tôm càng của Hồng Loan á. Trước khi mà Lộc với Loan sẽ đọc tên của quý vị, những cái người mà comment dễ thương ở dưới đây đó, thì Loan sẽ đọc những tin tức của Mỹ trước. Hồng Loan xin được update cái tin tức mà của Mỹ. Thì cái bây giờ là 2 giờ 30 phút thì ca bệnh của Mỹ là 641.299 người bệnh, số người chết là 28.383 và số người recover là 47.977. Hôm nay mình không muốn nhắc tới ca bệnh tăng hay là số người chết, nhưng mà cái điều mà Hồng Loan cảm thấy rất là vui mà cần chia sẻ với quý vị đó là hơn 9.000 người được hồi phục của ngày hôm nay. Yeah. Hồng Loan nói mà Hồng Loan nổi da gà lên luôn nè. Làm tôi nói vô theo. Mừng dễ sợ luôn á. Mừng quá trời mừng quý vị ơi. Như vậy là coi như là cao điểm của căn bệnh này nó đã bắt đầu nó có chiều hướng giảm rồi, là bởi vì cái recover nó cao quá. Trời ơi, nổi da gà khắp người luôn. Thì ông thị trưởng của New York đó, ông cũng đã lên news rồi, ông nói á, tình hình của New York có khả năng nó thuyên giảm rồi. Dạ. Và nó họ ông cũng kêu là mọi người cũng nên ở lại ở nhà, stay at home. Vẫn phải ở nhà, đừng có thấy giảm rồi cái bắt đầu đi ra đường chơi cái nó tăng lại nha quý vị. Dạ, nếu có ra đường thì phải giữ khoảng cách. Dạ. Social distance thì họ mới giữ được cái chiều hướng đi xuống. Còn nếu không, mình bây giờ mình mà giống như mình mở cửa liền á thì nó sẽ tăng đột biến, mình không biết được. Nhưng mà cái chiều hướng này theo những cái công việc mà mọi người đang làm đó là ở nhà và giữ cái khoảng cách xã hội đó thì nó đang chiều tất cả là nhờ vào chúng ta giữ khoảng cách và chúng ta ở nhà đó quý vị. Chúng ta nên nhớ và chúng ta hãy tiếp tục giữ cái này nữa để mà càng ngày càng về sau thì ca bệnh nó sẽ giảm xuống. Mình cũng thấy là cái đường cong là nó bắt đầu nó giảm rồi, cái mức mà ca lên bệnh cao, đó nó xuống, lên cao và bây giờ nó đã xuống rồi nè. Đó. Để đưa cái hình đó này. Một lát nữa Lộc sẽ đưa cái hình này gần vô cho quý vị xem nha. Vui quá, hôm nay vui. Vui cho nên chút nữa hy vọng ăn lẩu tôm càng nó ngon hơn nữa. Con kính mời các cô chú ha, các bác, các cô chú dùng thử
coi như dùng thử, giống như là họ cái nói thử cái cách nấu của cách Hồng nấu. Loan đó, nấu thử coi có đúng là ngon không nha quý vị, à, hay là tại vì Hồng Loan không biết cách chỉ. Không, đối với Lộc đó là vậy là được rồi, tại vì mình trong, nhất là trong cái mùa này nữa mà ăn được những cái món ăn vậy là quá là quà, là hạnh phúc rồi, không À, gì hơn được. nếu mà không có tôm càng mình ăn tôm sú nó vẫn ngon, à, còn không mình có thể đổi nó khác là nó thay vào là hải sản nó cũng vẫn ngon cái gì. Đúng rồi. Ở nhà này là Hồng Loan chiên trị, à, lẩu tôm nè, lẩu cá nè, à, lẩu hải sản nè, rồi canh chua thơm ha, canh Canh chua cá chua. bông lao ha, mấy món là món mấy món chiên trị của Hồng Loan. Ở nhà nhiều khi anh Hiếu phụ anh Hiếu nấu những cái món kia, nhưng mà hễ những cái món này là phải đặc biệt phải Hồng Loan nấu ha. Bà thích lắm, bà thích ăn cái món lẩu với lấy món đồ mà Hồng Loan nấu lắm. Rồi, kính mời, thân mời quý vị ha, sân nhà quý vị cùng ăn với Lộc với Loan nha. Bây giờ Loan sẽ đọc tên những cái quý vị hưởng ứng cái món lẩu tôm càng của ngày hôm qua nha. Cô Nhung Đặng nè. Cô Nhung Đặng lúc nào cũng ủng hộ tụi con, cần cảm ơn cô. Dạ rồi, chị Bùi Thị Ngọc Liễu, Hồng Loan nghĩ là vậy, chắc là Bùi Chị Thị Ngọc Liễu. yeah. À rồi, Hoa Phạm, rồi Hoa Phan, rồi Mỹ Lệ, Tuyết Mai Trần, Amy Nguyễn, Bùi Thị Hằng Hải hay là Bùi Thị Hải Hằng, Yến rồi Trần, Yến Trần, Hoàng Hoàng Trang, Trang, má US, Mouse. Kim Nguyễn hay là cô Kay là Kim Nguyên, rồi Chi Di Phan, Phan, Hoa Huỳnh, Mai rồi Trịnh, Trịnh Trịnh Mai, Mai, Trương Thu, Hồng Trần, Trần Hồng. cô Trần, cô Trần Hồng á, là cô. Rất là cảm ơn tất cả mọi người đã cùng chia sẻ với lại những cái vlog của Hồng Loan và Bảo Lộc, cũng như đã có thời gian để mà tâm sự với Hồng Loan. Hồng Loan sẽ cố gắng trả lời được càng nhiều càng tốt ha quý vị ha. Nếu mà ai mà chưa có trả lời á, thì lên nhắc đi nói comment nhiều lần mà sao không thấy Hồng Loan trả lời ha. Nhiều khi Hồng có Loan miss qua, Hồng Loan sorry rất là có nhiều. hồi tối hôm qua sáng 6 giờ sáng Lộc thức dậy Lộc thấy một cái tin nhắn đó. Chúc hai vợ chồng thấy vui vẻ hạnh phúc quá, chúc hai vợ chồng nhiều sức khỏe. 8 tiếng trước nhìn lên đồng hồ lại chết cha, chắc là mình quên thiếu sót, mà lúc đó là buổi tối bên 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 đây nên nhiều khi chắc Lộc với Loan đang ngủ hoặc là có những công việc buổi tối đó mình không có call phone nên nên sáng mới nhận được, rồi có nhắn lại giận Ồ vậy hả, giận hả? Thì nói sáng giờ Hồng là Loan lo busy quá nên chưa có nói coi. là tin nhắn vậy có bị phiền gì không, có gì ảnh hưởng gì không thôi nha. Lộc mới trả lời lại, tại cũng thông cảm là tại vì chắc có lẽ bên 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 Tên của gì vậy anh? Nhân trong cái video nào? video tối hôm qua. Ồ vậy hả? Hồng Loan chưa có đọc được cái tin đó. Sorry nha, nhiều khi cũng sơ sót lắm cho nên quý vị bỏ qua cho Loan Lộc. Nhiều khi mùa này vậy chứ cũng busy lắm á nha quý vị, là tại vì phải ráng cố gắng, là Hồng Loan phải xem báo rất là nhiều để mà tìm những cái news hay gửi đến quý vị nè, rồi phải tìm những cái clip vui, những cái hình ảnh vui để gửi đến quý vị nữa, những cái đó tốn nhiều thời gian lắm, cứ ngồi ôm phone mà chạy 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 lướt lướt mà tìm những cái thông tin đó. Rồi Lộc thì phải edit cái video đó, thì mỗi lần mình edit mình phải bỏ những cái hình ảnh này vô, rồi cũng hơi mất thời gian cho nên cũng hơi busy. Với lại cái ngày hôm qua là ngày bận nhất, là ngày hôm nay phải đi làm nữa, cho nên có gì xin quý vị bỏ qua cho ha.
Với lại thường là buổi tối bên Việt Nam là buổi 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 sáng bên Việt Nam là buổi tối bên khuya bên đây. Nên nhiều khi mình đang ngủ mình không có trả lời được. À, có nghĩa là cái bạn đó là đã nhắn 8 tiếng trước rồi xong thấy mình im ru mình không trả Không trả lời gì lời. hết, cái giận. 4 tiếng sau nhắn lại nó là có nói chuyện có bị gì không mà sao thấy không thấy trả lời. Chút nữa Hồng Lan sẽ xem lại và Hồng Lan trả lời với bạn Có Lộc có nhắn là Hồng Loan cảm ơn rồi. Hôm nay thì chia sẻ cái món nấu đồ ăn cho nên mình mất thời gian hơi bị nhiều, cho nên gửi đến quý vị một cái hình ảnh vui thôi ha. À, chúng ta hãy cùng nhau để mà đi du lịch nha. Đứng đứng trên cái giống như là cái thang máy Thằng mà để cuốn thang cuốn mình để chạy chạy mà ở trên sân bay nó thường hay có đó quý vị. À, rồi bước xuống nha, rồi xuống đẩy vali đưa đi vali đi vô nha. nha. Đó, giả bộ làm gì không biết hướng nữa, cổng mình chỗ nào cái gây nằm đâu ta. Vô mở cửa Và thêm một cái hình ảnh vui nữa là trời ơi giống Gia Linh dẫn anh, động viên đi bơi hả? bữa giờ nó thèm đi hồ bơi lắm nhưng mà đâu có đi hồ bơi được, tất cả hồ bơi là bị lót hết không có được bơi. Thì quý vị hãy nhìn cái anh chàng này nha, vận động viên bơi lội ha. Bận đồ bơi đàng hoàng, đeo kiến đội nón đồ dữ dội nha. Anh này chắc là professional luôn á, cái dáng anh đẹp lắm. Có Bắt nước đầu luôn bơi kìa, có có nước nước. nước ở trong cái xô. Ông mập, ông một cái mặt ông xuống ông làm giống như là đang bơi thiệt vậy đó. Đúng là trong cái cảnh mà bị nhốt trong nhà này, nhiều người có những cái idea rất là hay mà rất là vui, rất là cảm ơn đã đưa đến những cái video rất là vui để mà Hồng Loan được chia sẻ với quý vị ha. Nhớ nấu thử cái món lẩu tôm càng của Hồng Loan rồi cho Hồng Loan biết ý kiến ha. Chào tạm biệt quý Ai vị. có những cái món nào ngon chỉ cho Loan nha, cho Loan biết thêm để có gì hướng dẫn cho quý vị thêm nữa. Trời, chỉ cho lo để Loan nấu cho Lộc ăn Biết rồi có. còn nói. Ok, tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại ngày mai ha. Bye.